Xin chào quý chị và bạn, thì hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản cao cấp màu đen. Thì đây là một trong những chiếc xe được bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng B. Chiếc xe này được ra mắt tại thời điểm giữa năm 2024. Và hiện tại thì Accent bên em có 3 phiên bản. Đây là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp này thì được thời điểm này thì giá ưu đãi về chương trình giảm thuế trước bạ được áp dụng. Đó, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với những xe lắp ráp trong nước, thì Accent là một trong những chiếc xe được hưởng ưu đãi đó. Thì trên phiên bản cao cấp này thì với giá niêm yết là 569 triệu, thì hiện tại bên em giảm cho quý anh chị là còn 550 triệu, bằng duy nhất trong ngày 30 và 31 tháng 8. Đó, duy nhất trong 2 ngày cuối tháng, sang 9 thì chính sách thuế giảm, thì bên em lại có chương trình khuyến mại khác, có thể là không được tốt bằng thời điểm hiện tại. Đấy, phiên bản cao cấp này thì được trang bị đầy đủ những công nghệ của một chiếc xe hiện đại nhất của Hyundai. Đó, tính năng an toàn của Hyundai Smart Sense. Nó bao gồm giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, hệ thống đèn tự động thích ứng AHB, rồi cảnh báo điểm mù trên gương, vân vân. Bản cao cấp này thì với mức giá bán là 550 triệu thì giá lăn bánh của bản này thì nó rơi vào khoảng 580 mấy triệu thôi. Đó, khoảng ngoài 580 một chút. Và phiên bản đặc biệt thì hiện tại bên em đang có mức giá bán như sau. Bản đặc biệt thì được trang bị ít hơn một chút, cũng là một chiếc xe bán chạy, với giá niêm yết là 529 triệu thì hiện tại bản đặc biệt bên em giảm còn 512 triệu. Cũng ưu đãi duy nhất trong 2 ngày là 30 và 31 tháng 8. Đó, cái giá này thì với lăn bánh tại thị trường tỉnh cho phiên bản đặc biệt thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó khoảng 550 triệu lùi. Thưa quý anh chị, quý anh chị vui lòng nhấc máy gọi điện cho em. Đấy là hai phiên bản đấy, em còn sẵn hàng. Còn phiên bản AT thường thì làm phiên bản ít hàng, tại vì là phân khúc khách hàng bản AT thường thì nó cũng chưa được nhiều bằng bản đặc biệt và bản cao cấp. AT thường thì bọn em đang được giảm giá so với giá niêm yết, đó là 489 triệu giảm còn 476 triệu. Và lăn bánh thì đâu đó khoảng 510 mấy triệu thôi. Một chiếc xe B lăn bánh vào khoảng 510 mấy triệu là rất là chi phí rất là tốt. Đó, giá rất là rẻ thưa quý anh chị. Mà một chiếc xe hạng B, đó, đầy đủ công nghệ như Accent, động cơ 1.5 hộp số IVT. Đó. Và chiều dài chiều rộng cơ sở, đây em cùng anh chị cùng khám phá phần nội thất. Accent có một cái nội thất được trang bị rất là đẹp. Đấy, nội thất màu đen. Màu đen, đó, huyền bí, sang trọng và lịch lãm. Đó, đây là bản cao cấp. Bản cao cấp thì cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ. Tất cả Accent thì vẫn được trang bị đèn nổ từ xa và đèn nổ start top, và màn hình giải trí trung tâm là 8 inch. Đó, vô lăng bọc da, rồi cái hàng ghế trước, hàng ghế sau rất là rộng. Đặc biệt là bản cao cấp này thì sẽ có thông gió và làm mát hàng ghế trước, có sạc không dây, vân vân. Đó, ga tự động cruise control. Đó, ga màn hình đa thông tin kích thước là 10.5 inch. Đó. Đó, ghế dựa rất là thể thao, túi khí là 6 túi, bản đặc biệt là 4 túi, và bản tiêu chuẩn AT thì là có 2 túi. Đó, chị có thể là quan sát hàng ghế thứ hai này thì bên em có cửa gió điều hòa ghế sau cũng như phiên bản trước, nhưng mà phiên bản này thì đã có cái cải tiến là hàng ghế hai ngồi rất là rộng rãi rồi. Đó, đây là tiêu hao nhiên liệu của Accent thì nó rơi vào khoảng 5.81 lít, 7.76 lít và 4.75 lít. Tiêu hao nhiên liệu rất là tiết kiệm cho quý anh chị. Phần cốp rộng và phần đuôi xe thì sẽ được trang bị cam lùi và có 4 cảm biến cùng cụm đèn hậu dạng LED của phiên bản đặc biệt và cao cấp. Ở màu xe bọn em sẵn giao những màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ cho phiên bản đặc biệt và cao cấp. Còn phiên bản AT thường thì ít hàng hơn, thì anh chị có thể đặt hàng chờ. Bọn em xin báo giá tốt nhất khi anh chị gọi điện qua số điện thoại em để xem màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.